Tôi quay quần 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 mụn đi được sao đâu đây nè nó càng ấy nó không to nó còn Chờ chị hả em? Chờ chị hơi lâu được không? Tại vì cái mặt này chị làm phải là 45 phút nữa. Ừ, ý là em chờ nổi không? Chứ chị sợ em chờ lâu tội em á. Ừ em đấy là trừ nhà luôn á em à, à, còn thuê mệt quá. Thế họ này có kia khổ không? Kiểu như bà đi nghe. Ủa gần em hả? Chỗ 135 á. Còn nhiều chỗ cũ nữa là em chưa biết. 135 là cũng là 4 năm rồi đó chứ. Mà trời nay là đúng đã luôn á, chụp hình đúng đúng sáng luôn, chụp nó phục. Rồi ra
cái muộn này cái muộn có khi là tớ thầm lại nhổ nó ra hết, kệ nhổ rơm cho nhìn thấy sạch sẽ, nên em phải muộn. Đau chưa em? Răng chị. Hả? Lấy gì nói răng? Đau chưa? À con cái da mặt em dài lắm. Con nói nghề ghê. Không, em nói thiệt mà. Chứ không hồi nãy chị em khóc rồi. Bà hề gì sợ? Mặt sợ. Muộn kiểu này mà không ngứa. Em sợ chị kia. Sợ chi? Sợ đau quá. Sợ đau quá không, không đi à? Dạ, không đau, trời nó đỡ. Chị tiêm vaccine về nữa chị kìa. Cứ gì ấn à, nổi. À, tiêm vaccine mà ra mấy đứa bị ngứa kìa ta. Như con bé này nè, Ly nè, ngồi gãi như khỉ vậy. Thì cũng nói chị gãi mà chị khải gãi mà trầy da luôn á. Chị kêu thăm da hư hết da. Da khô nữa. Ừ. Da em khô nữa. Từ lay luôn. Em muộn sớm thiệt rồi. Bà mô châu đó bà Yên à, phê này sẽ thật đóng phim Ấn Độ. Ok đúng không? Mỗi lần uống trà xanh nó cũng bị run ta. Trà ừ, trà xanh cũng chị cũng ừ, chị người chị cũng không hợp trà xanh đó nghe, bị run. Mà vì sao không uống trà xanh, uống sữa à? Ít là nặng sơ đi đi, nặng mấy cái mà em thấy nặng ok, còn cái mua khó khó để đó sẽ dịu quốc sơ lại. Cái cà clip nó Yên kìa, 10 người coi keo, ở trong hình xấu hơn ngồi, ở trong video xấu quá ngồi đẹp hơn nhiều. Mà nói chung là keo cũng được chứ cũng không đến nỗi chi ghê.
Cái này nó sướng luôn. Ngoài chỉ cần một cái như thế thôi.